Rồi, cảm ơn. Chúng ta bắt buộc phải quay lại cái bài kinh hôm trước mà giảng chưa có hết. Giảng chưa có hết. Ở trong bài kinh đó, Đức Phật Ngài nêu ra ba cái kiểu nhận thức mà theo Ngài là kỳ quan. Cái kiểu nhận thức thứ nhất đó là cho rằng là cái gì ở trên đời này đó, thiện ác tốt xấu gì đó cũng là do tiền nghiệp quá khứ mà ra. Nghe mới nghe qua thấy nó hay hay đó, làm như có cái mùi của Phật pháp trong đó, nhưng mà thực tế đó thì đó là suy nghĩ rất là sai lầm. Bởi vì khi mà mình cho rằng cái gì cũng là tiền nghiệp hết như vậy thì mình làm gì với cái hiện tại đây? Trước khi mình quên một chuyện rất là quan trọng, đó là cái gọi là tiền nghiệp hay là quá khứ gì đó nó đều đi ra từ cái hiện tại. Mà nếu mà mình cho rằng cái gì cũng là quá khứ hết, mình coi quá khứ là quan trọng nhất, như vậy thì về cái hiện tại phải tính ra đây. Trong khi đó theo tinh thần Phật pháp thì mình phải có một cái hiện tại là tốt đẹp, một cái hiện tại đầy thiện pháp, một cái hiện tại có chánh niệm, có trí tuệ, có thiền định, có từ tâm. Chính cái hiện tại này nè, nó mới trở thành ra là một cái tiền nghiệp quá khứ cho kiếp sau. Và những gì mà chúng ta có được ngay đời này, kiếp này là nó có được từ quá khứ, cái đó đúng. Nhưng mà nếu ngay bây giờ mà chúng ta cứ ngồi chăm bẩm về quá khứ mà quên mất cái hiện tại thì coi như tương lai của mình nó sẽ đi về đâu đây. Đó là cái cực đoan thứ nhất. Cái gì cũng đổ vào quá khứ hết. Là ăn uống là không có kiêng khem để nó bệnh thôi. Sinh hoạt không hợp lý, suy nghĩ không hợp lý, cái gì cũng đổ cho quá khứ hết, trong hiện tại thì sống không ra gì hết, thì cái đó coi như không được. Cái kiểu nhận thức thứ hai, cho rằng mọi thứ ở đời thiện ác buồn vui đều do một cái sự an bài của cái đấng chí tôn cao xa nào đó, thì đây lại cũng là một cái nhầm lẫn khác. Bởi vì nếu mà có một cái đấng chí tôn nào đó an bài sắp đặt muôn loài thì cái đấng nó phải nói là rất là tàn nhẫn, là bởi vì cái đấng đó đã tạo ra một cái thế giới vui ít buồn nhiều. Như vậy thì cái nhận thức này cũng phải là bỏ đi. Cái nhận thức thứ ba đó, cho rằng mọi thứ ở đời này ngẫu nhiên mà có, thì cái ông này bậy nhất nha, cũng đi ngược lại cái lý tâm tướng, lý nhân quả xài cũng không được. Và Ngài dạy một điều, đó là trong giáo pháp của Ngài, cái điều đại kỵ đó là một cái nhìn phiến diện. Cái nhìn phiến diện, cái nhìn một chiều, cái nhìn cực đoan, cái nhìn biên kiến. Biên kiến, cái nhìn lệch về một góc nào đó. Chỉ biết đặt chân lên một cái lập trường, một cái vị trí nào đó, một cái từ một cái góc nhìn nào đó, rồi quan sát thế giới thì nguy lắm, rất là nguy. Và ở đây Ngài nói rằng là thế giới này nó không có phải là một chiều như là cái cách nghĩ, như là ba cái cách nghĩ trên đây. Mà Ngài dạy rằng là phải luôn luôn nhớ rằng thế giới này có tâm, có vật. Có tâm, có vật có nghĩa là không phải là chỉ vật chất không, cũng không phải là chỉ là tinh thần không, mà còn có tâm, có vật, rồi cái gì nữa ta? Có ba đời, tam thế, có quá khứ, hiện tại, vị lai. Và Ngài nói rằng đối với một người mà hiểu được những cái vấn đề sau đây, thì không có rơi vào những cái biên kiến phiến diện cực đoan một chiều đó. Chỉ cần chúng ta nhớ rằng thế giới này không phải chỉ có tâm có vật, chỉ có tâm hoặc là chỉ có vật, mà thế giới này nói gọn nó cũng gồm có sáu gọi là lục đại đó, tức là bên cạnh cái tứ đại vật chất nó còn có lục đại pháp giới nữa. Lục đại pháp giới ở đây có nghĩa là đất, nước, lửa, gió, hư không và thất. Nói một người mà biết rõ sáu cái này nè thì không có thể nào mà rơi vào cái biên kiến, không rơi vào cái nhìn cực đoan một chiều phiến diện. Người nói chưa có hết đâu, Ngài phân tích, Ngài nói thế giới này có nhiều cách phân tích lắm. Phân tích như thế nào để mình thấy rằng không phải chỉ có tâm, cũng không phải chỉ có vật, không phải chỉ có một mốc thời gian, không phải chỉ có một cái nguyên nhân, mà thế giới này nó có nhiều nguyên nhân, có nhiều nhân duyên, có nhiều điều kiện nó mới hình thành nên. Như vậy thì để đi ngược, để mà tránh được, để tránh được bằng những cái nhìn ba cái nhìn phiến diện lên đây, thì cái điều thứ nhất mình đề nghị mình hãy nhìn lại để thấy rằng thế giới này nó có tới lục đại chứ không phải chỉ có
chỉ có gọi là bốn đại, hoặc là nó chỉ có danh mà không có sắc cũng phải, mà thế giới này có cả danh lẫn sắc. Tiếp theo ngài dạy rằng ngài nói rằng thế giới này nó không phải chỉ có khổ, cũng không phải chỉ có vui, mà không phải chỉ có xả, mà ngài nói rằng thế giới này đó đắng có, ngọt có. Và ba cái nguồn mà gọi là tất cả cảm xúc hạnh phúc và đau khổ của chúng sanh ở đời này nó đến từ từ cái gì ta, từ sáu căn và sáu trần. Cho nên nếu mà mình cứ mà mình cho rằng là cái gì cũng do nghiệp quá khứ, cái gì cũng do một cái đấng chí tôn tạo ra, cái gì cũng như là ngẫu nhiên mà có đó, thì nó đi ngược lại tinh thần Phật pháp. Bởi vì cái tinh thần Phật pháp ấy, Phật ngài dạy rằng ở đời nó có nước mắt và nụ cười, nó có niềm vui và nó có nỗi buồn. Và cái duyên khởi cho mấy cái nước mắt nụ cười đó đó, nó đến từ sáu nguồn, tức là từ sáu trần. Dạ, từ sáu trần. Trong sáu trần ấy mình thấy rõ ràng có năm trần thuộc về vật chất, và cái trần thứ sáu nó thuộc về tinh thần, nhớ nha. Như vậy thì ba cái cảm xúc mà nhân với lục thức hoặc là lục trần thì nó thành ba nhân sáu thành 18, nhớ cái đó. Rồi ngài nói nếu mà một người mà thấy rằng thế giới này nó được xây dựng trên con số 18 đó, thì người đó cũng không có rơi vào những cực đoan biên kiến một chiều phiến diện. Là chưa hết rồi ngài nói nếu mà không có biết về bốn đại, không biết về lục đại, không biết về 18 cái điều vừa nói đó, thì ngài nói rằng giáo pháp ngài chỉ cần mình hiểu được bốn đế là gì đó, thì mình cũng không có rơi vào cái cực đoan biên kiến. Bốn đế là gì? Cái sự thật đầu tiên là khổ đế, tất cả mọi thứ ở đời là khổ. Cái cách định nghĩa này quý vị nghe nó rất là kỳ, nhưng mà cái định nghĩa này nó bao trùm tất cả các cái định nghĩa khác. Mọi thứ ở đời là khổ. Khi ngày kể sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ. Muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nói chung quy lại năm quẩn là khổ. Nghe cái định nghĩa nó dài như vậy cho nó rõ thôi, cho nó chi tiết thôi, chứ thật ra khi ngài nói như vậy có nghĩa là khổ đế bao trùm mọi sự ở đời, không có cái gì ở đời này mà nằm ngoài cái già bệnh chết, không có cái gì ở đời này mà nó nằm ngoài năm quẩn nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Và khi mà ngài nói rằng nó là ngài kể cái khổ đế, ngài kể trong đó có hai điều rất là quan trọng, đó là muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Mình đọc ba cái đó mình thấy nó thường thôi, nhưng thực ra nó rất là sâu. Sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở cái chỗ là nếu mà phân tích như vậy thì nước mắt hay nụ cười cũng đều là khổ hết. Vì sao vậy? Vì đâu có ai trong cuộc đời này mà lúc nào cũng toại nguyện đâu, lúc nào cũng có được cái điều mình muốn đâu. Đó, thế là chúng ta coi như là sống trong khổ ngay ở trong cái điều mình thích. Còn đối với cái điều mình ghét đâu phải lúc nào mình cũng tránh được đâu nha. Nhớ cái này, nó sâu lắm nha, hai cái này nó sâu kinh khủng lắm. Cứ nhớ chứ cái này, cả hạnh phúc và đau khổ đều là khổ. Là vì sao? Vì hạnh phúc mà mình muốn nó không được là khổ, còn cái đau khổ mà mình tránh không được nó cũng là khổ. Chỉ riêng hai cái này thôi quý vị, tôi nói chỉ riêng hai cái này là mình đã thấy cái khổ đế là gì, thấy đủ để thấy cuộc đời nên là cái gì nha. Chỉ riêng hai cái đó thôi. Đau khổ mà mình tránh không được đó là khổ. Cái mình ghét á mà mình né không được đó là khổ. Còn cái mà mình thích, mình thương á mà mình không có được đó, mình phải xa nó, đó cũng là cái khổ. Nếu mà nói như vậy thì đắng ngọt đều là khổ hết. Các vị suy nghĩ kỹ có đúng vậy không? Đắng ngọt đều là khổ, bởi vì đắng mà mình tránh không được cũng là khổ, mà ngọt mà mình muốn không được cũng là khổ. Mà các vị nhớ lại giùm tôi nha, nhớ lại giùm. Trong cuộc đời của các vị từ hồi bé mà cho đến năm các vị 80, 90 tuổi, 90 tuổi thì các vị nghĩ nhớ lại giùm tôi đi. Có bao nhiêu phần trăm ước mơ của các vị được toại nguyện toại ý? Nha. Ước mơ là gì ta? Ước mơ là mình muốn trốn cái này, muốn lánh cái kia, đó cũng là ước mơ. Muốn có được cái này, muốn có được cái kia cũng là ước mơ. Thì xin hỏi, trong 80 năm ấy, 90 năm ấy, quý vị được bao nhiêu lần toại nguyện? Tôi cho rằng rất là ít, bởi vì năm nay tôi cũng già rồi, năm nay 50 tuổi rồi nha, tôi đủ tuổi để tôi biết được điều đó. Tránh được cái điều mà mình ghét á, hả? Ghét, mình sợ, mình chán á. Mình tránh được bao nhiêu phần trăm?
và có được cái mình muốn đó được bao nhiêu phần trăm. Ba phần trong đời sống của mình là mình phải vật lộn, phải đối đầu với cái mình ghét nhiều lắm, từ khí hậu, thời tiết, rồi nhân tâm, rồi con người, rồi thức ăn, thức uống, vật dụng, rồi chuyện này chuyện kia, toàn là những cái là bất bất toại không mà đa phần. Nghe các vị nghĩ được từ sáng cho tới tối, từ trẻ cho tới già, từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, là đa phần là chúng ta phải sống với điều bất toại. Đó là cổ đế đó, cổ đế là gì? Phần tập đế là gì? Tập đế ở đây ngài chỉ kể vắn tắt, ngài kể có ba ái thôi, tức là dục ái, sắc và vô sắc ái, hoặc là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ngài kể kiểu gì đi nữa thì cũng nói gọn lại là sự đam mê trong khổ. Nếu mà đọc kỹ lại đó, có học ai thì đàm sẽ hiểu cái này. Thích cái gì đi nữa cũng là thích trong khổ. Bởi vì sao? Vì tôi đam mê trong năm dục vật chất, mà năm dục vật chất nó lại là nằm ở trong khổ đấy. Tôi đam mê trong thiền sắc và thiền vô sắc. Tôi đam mê bằng cái sự chi phối của thường kiến và đoạn kiến, thì cái nào cũng là, cái nào cũng là đam mê trong khổ hết nha. Như vậy thì ngài nói rằng để tránh được những cái biên kiến cực đoan, những cái nhìn phiến diện đó, thì ta nên có một cái nhận thức, có một cái hiểu biết về lục đại, về 18 cái y sứ, 18 cái trụ sứ của cảm thọ. 18 trụ sứ là cái gì? Đó có nghĩa là trong sáu trần có những cái trường hợp mình vui, có những trường hợp mình buồn, có những lúc mình xả nha. Thì như vậy xả đây nghĩa là không vui không buồn á, hững hờ lạnh lùng á. Thì đó là gần 18 cái trụ sứ, 18 cái trụ sứ của cảm xúc. Rồi tiếp theo người giảng là bốn đế. Người nói một người mà hiểu được bốn đế là gì thì người đó cũng không có mắc vào biên kiến. Là bởi vì sao? Là bởi vì người nói rất rõ bốn đế là cái gì, nhớ nha. Thì nói gọn lại, hiểu Phật pháp mà cho nó căn bản một chút thì chúng ta tránh được tất cả những cái nhìn phiến diện. Cái mà ngại nhất là nghe bà chóp bà nhán. Cái trường hợp này có rất là nhiều, chúng ta thực tử nghe bà chóp bà nhán, cái gì cũng đổ cho nghiệp, cũng là cái sai. Mà cái gì cũng đổ hết cho những cái đấng cao xa nào đó, cái gì cũng mong đợi chư thiên rồi quay lực tam bảo, thì cái đó cũng sai nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phủ nhận cái sự linh thiêng của tam bảo, tôi không phủ nhận cái sự thiêng liêng của tam bảo, tôi không phủ nhận cái khả năng của chư thiên nha, tôi không có phủ nhận cái sự hỗ trợ của những người quanh ta. Nhưng mà phải nhớ thế này, làm gì thì làm, cái thiện pháp của mỗi người á, nó vẫn là cái gốc. Thiện pháp của người là cái gốc, mà thiện pháp từ đâu mà ra ta, nó từng phút giây hiện tại nha. Nhớ nha, chứ cái gì cũng đi cầu nguyện nghe quay lực tam bảo chư thiên, hoặc là trông đợi vào tiền nghiệp quá khứ, thì tất cả đều là cực đoan hết. Và cái điều quan trọng nhất là sự nỗ lực ngay hiện tại. Nếu mà chúng ta có được từng cái giây phút hiện tại mà nó ngon lành, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã có được một cái điểm tựa. Và nhiều lần tôi nói hoài đó là có một sự khác biệt rất là lớn giữa con chim và con người khi mà đứng trên một cái nhánh cây. Con chim ấy, khi mà nó đứng trên, nó đậu trên một cái nhánh cây ấy, nó tin tưởng vào cái cánh của nó. Nó đứng nhưng mà nó tin tưởng vào cánh, nó dồn, nó đặt hết cái niềm tin của nó vào đôi cánh. Còn con người mình khi mà đứng trên một cái nhánh cây ấy, thì mình lại tin tưởng vào cái nhánh cây mà mình đang đứng. Thì các vị tưởng tượng hai cái nào mạo hiểm hơn? Con chim nó đứng trên nhánh cây nhưng nó lại tin tưởng vào cái đôi cánh của nó, có bởi vì là nó vỗ cánh nó bay. Còn con người mình khi đứng trên mỗi nhánh cây thì mình cứ trông đợi nhánh cây đó, nó sẽ chắc, nó sẽ dai, nó sẽ vững. Thì các bạn thấy cái niềm tin này có vấn đề đúng không? Thì trong đời sống cũng vậy, mình tin phải tin vào mình chứ, mình phải tin vào cái đôi cánh của chính mình chứ, còn mình tin vào tiền nghiệp của xa vời nào đó mà đôi khi mình quên rồi, nữa tin vào cái hiện tại trước mắt mình nè nha, nó tin hiện tại mình. Chứ còn tin vào cái quá khứ xa vời, ví dụ là đó là một chuyện rất là nguy hiểm. Bọn mình tin, đặt niềm tin vào một cái đấng là cao siêu, một cái đối tượng xa vời nào đó thì cũng không được nha. Mà mình phải tin vào chính mình trong từng phút hiện tại. Mà để có được cái niềm tin này thì chúng ta phải có được cái nhận thức tối thiểu về những gì Đức Phật vừa giảng. Đó là phải biết lục đại pháp giới là gì, phải biết 18 cái trụ sứ của cảm xúc là gì, phải biết bốn đế là gì. Tôi dám bảo đảm một chuyện, nếu một người Phật tử nói chung, một hành giả tứ niệm xứ nói riêng,
mà trong đầu luôn luôn nhớ chắc, nhớ vững, nhớ rõ, nhớ đúng về bốn đế, thì cái đời sống tâm linh người này rất là ổn định. Đời sống tâm linh người này rất là ổn định, mà đời sống tinh tâm linh, đời sống tinh thần người này ổn định thì tất cả mọi thứ ngoài ra đó là cũng sẽ ổn định. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu mà tôi có một người chí thân chí ái mà đến hỏi tôi về Phật pháp, hỏi tôi bây giờ trong đời này cái gì quan trọng nhất, tôi sẽ trả lời thế này: sức khỏe là quan trọng, tiền bạc là quan trọng, quan hệ xã hội là quan trọng. Tuy nhiên tinh thần có vấn đề thì tất cả đều vất đi hết. Thì tinh thần ở đây là gì? Đó chính là cái nhận thức về bốn đế. Dù anh đang là một người có tóc, có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhà, có cửa, tài sản, anh đang là ông hoàng bà chúa hay là một người ăn mày, thì anh cứ nhớ rằng cái giáo lý tứ đế là tuyệt đối cần thiết cho đời sống tâm linh và đời cái đời sống hành trì của mình mỗi ngày nha. Cứ luôn luôn nhớ một điều quan trọng như thế này: mọi thứ ở đời là khổ. Thích thú đầu tư trong cái gì cũng đều là đầu tư trong cái khổ. Muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Sống trong ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Từ sáng sớm thức dậy là phải đọc cái câu này nha. Đọc câu này rồi cứ đi làm, lái xe, vô công sở, làm việc bình thường, giao tiếp bạn bè, ăn uống, sinh hoạt, giải trí bình thường. Không, tôi không có bắt quý vị phải gọi là thay đổi cái nhịp sống thường nhật. Nhưng mà cứ luôn luôn nhớ văng vẳng trong đầu bao nhiêu đó thôi. Mọi thứ ở đời là khổ. Từ cái chuyện mình ăn uống nhai nuốt, bước đi ngồi xuống nha. Rồi giao tiếp buồn vui, nói chuyện với người này người kia, lái xe, rồi đi bộ, tất cả mọi sự ở đời này, từ cái vật chất đến tinh thần trong đời sống thường nhật của mình, tất cả mọi thứ đều là khổ. Cứ nhớ rồi, mọi thứ đều là khổ. Tôi có đam mê, tôi có nỗ lực, tôi có đầu tư cái gì nữa thì cũng chỉ là đầu tư cái khổ thôi nha. Nhớ hoài cái đó. Bây giờ muốn hết khổ nữa thì phải lìa bỏ cái lòng đam mê trong mọi thứ, càng nhiều càng tốt, tùy trình độ mà mình lìa bỏ được bao nhiêu trong cái khổ nha. Tôi nhắc lại, vì mọi thứ đều là khổ nên ta thích thú đam mê đầu tư trong cái gì cũng là trong khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì chuyện đầu tiên là chúng ta phải tùy sức mà lìa bỏ cái niềm đam mê trong khổ. Tùy sức là sao? Có người thì họ lìa bỏ niềm đam mê trong khổ bằng cách là họ bớt đi những cái thú vui giải trí, bớt đi những cái mối quan hệ không cần thiết, lìa bỏ một cái trú xứ không thích hợp, đó cũng là một cách. Rồi tiếp theo, lìa bỏ được năm dục vật chất để đắc thiền sắc giới, lìa bỏ thiền sắc giới để đắc thiền vô sắc, đó cũng là một cách lìa bỏ cái khổ. Nhưng mà sau cùng vẫn là một cái sự nhận thức rõ ràng rằng còn tái sanh là còn khổ. Luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy thì tôi bảo đảm 1000% người đó được an lạc. Bảo đảm người đó được an lạc. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Nhớ nha, tôi nhắc lại lần nữa rồi tôi qua bài kinh khác. Luôn luôn sống trong nhận thức rằng mọi thứ đều là khổ, nên mọi đam mê và đầu tư của chúng ta trong đời sống mỗi ngày cũng là đam mê và đầu tư trong khổ. Muốn hết khổ thì bớt đam mê, bớt đầu tư trong khổ. Luôn sống trong ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Từ sáng tới tối, từ trẻ tới già, cứ nhớ bao nhiêu đó, đọc cái đó hoài đó nha. Thì chắc chắn sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày mà quý vị nhận ra được nhiều cái chuyện mà phải nói, tôi nói là cực kỳ thú vị. Mình nghe nó rất là kỳ, nghe nó tại sao nó đơn giản vậy ta, mà tại sao ông hứa với mình là nó sẽ là pháp tu ảo diệu, nhưng mà nó là pháp tu ảo diệu nhất. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, mọi thứ ở đời là có niềm đam mê hay sự đầu tư nào của chúng ta cũng đều là trong khổ. Dù là cắt một cái hoa đi chân ở trong bàn thờ, hay là quét một cái nhà, sửa soạn áo quần, phấn son, thức ăn, nhà cửa, vật dụng, tất cả mọi cái đầu tư của mình, mọi cái đam mê của mình, mọi công việc lớn nhỏ của mình đều là để đầu tư cái khổ thôi. Rồi
Người mà thường xuyên sống trong cái này thì không mắc vào các cái biên kiến, các cái cực đoan, những cái nhìn phiến diện nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ học qua cái bài kinh khác. À, đó là bài kinh Các Sợ Hãi. Bài kinh Các Sợ Hãi. Ở đây Đức Phật ngày dạy cho chúng ta một chuyện trong bài kinh Các Sợ Hãi nè. Ngài dạy rằng đời sống này đó, nó luôn luôn là bất bất trắc, bất toàn. Bất trắc, bài kinh này nói đến chuyện bất trắc. Hôm nay chúng ta có sức khỏe, chúng ta có nhan sắc, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có học thức, chúng ta có địa vị, chúng ta có quyền lực, chúng ta có cái quan hệ quen biết rộng rãi. Chúng ta có tất cả. Ví dụ như vậy đó. Chúng ta chìm sâu ở trong cái mà mình có, rồi chúng ta thấy cuộc đời này nó màu hồng. Yeah. À, đừng có nghĩ rằng mình phải là triệu phú mình mới thấy mình giàu, mà nói một cái người bán vé số, cứ mỗi lần mà họ đi bán vé số, mà bữa nào họ bán chạy, bán nhanh, bán đắt, là coi như là họ, đối với họ như vậy đó là đủ rồi, đối với họ đó là đã sung sướng lắm rồi. Yeah. Đối với họ đã sung sướng lắm rồi. Rồi đối với một cái người mà buôn bán nhà đất, họ bán được một cái nhà, họ được giá cao, họ mua được cái nhà với giá thấp, đối với họ vậy là đã giàu lắm rồi. Như vậy thì tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người nha, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta có những cái niềm vui, có những cái điểm tựa hạnh phúc không có giống nhau. Mà Đức Phật ngài dạy rằng không có một cái niềm vui nào, không có một cái điểm tựa nào mà trong cái giáo pháp này đó, không có điểm, không có một niềm vui, không có điểm tựa nào mà xét trên Phật pháp mà có thể là tin cậy lâu dài được hết. Cái nội dung mình kinh này là như vậy nha. Hôm nay chúng ta có giàu cách mấy, có đẹp cách mấy, có quyền lực cách mấy, thì tất cả những cái đó hoàn toàn có thể đội nón ra đi, bỏ lại chúng ta trong một cái ngày nào đó vì một lý do nào đó. Tất cả, thì nhắc lại ngài dạy rằng là dầu chúng ta có là ai trong cuộc đời này, điểm tựa của chúng ta là cái gì đi nữa, thì tất cả những điểm tựa ấy hoàn toàn không có tin được. Thí dụ như ở đây ngài kể rõ luôn, ngài nói rằng trên đời này cái tình cảm là thiêng liêng nhất, sâu đậm nhất là tình cảm mẹ con, vợ chồng. Cái chuyện mà chia tay nhau là chuyện rất là thường xảy ra. Bạn bè, tình cảm, anh em, thân quyến, chòm xóm, đồng sở, đồng nghiệp, đồng hương, tất cả những cái đó là không có cái tình cảm nào bằng tình cảm mẹ con hết. Vậy mà ngài nói rằng đó, cái tình cảm đó nó cũng hoàn toàn có thể bị thử thách, hoàn toàn có thể bị chia cắt bởi nhiều cái lý do. Thí dụ như là thiên tai hoặc là nhân họa. Thiên tai là gì? Là lục lội, là mưa bão. Còn nhân quả là gì? Là giặc giả, chiến chinh, can qua. Thì ngài nói rằng trên đời này không có một cái điểm tựa nào là chắc chắn ngoài ra cái điểm tựa Phật pháp nha. Bởi vì ngài nói rằng nên là mỗi người có một cái điểm tựa khác nhau trong cuộc đời này, và những cái điểm tựa nào mà nằm ngoài cái con đường tu tập thì tất cả những điểm tựa đó đều phải xét lại hết. Vì sao vậy? Vì đời sống này là bất trắc bất toàn. Bất trắc bất toàn. Những gì mà ta có hoàn toàn có thể lìa bỏ ta trong một sớm một chiều, thưa quý vị. Phải nói như vậy. Chúng ta trong đây ngày nói rõ, chúng ta có nhiều cái lý do để chúng ta mất sạch, không còn cái thứ gì hết. Thiên tai nhân họa. Thiên tai nhân họa. Nhân họa nãy tôi nói rồi, giặc giả chiến tranh rồi đó. Những cái biến động về xã hội, về chính trị, đó là nhân họa. Còn thiên tai thì có, mình biết thiên tai là cái gì rồi nha.
Thì người nói thiên tai nhân họa cũng là cái cớ để chúng ta mất sạch mọi thứ. Rồi chưa hết, ngài nói bây giờ một người mà có đời sống ổn định cách mấy đi nữa thì không có thiên tai nhân họa, thì ba cái chuyện sau đây cũng làm cho người ta phải mất mọi thứ, đó là cái già, cái bệnh và cái chết. Đó, ngài nói rằng không có một cái gì thì trên đời này khả dĩ làm điểm tựa cho ta được hết, là bởi vì cái gì trước thiên tai nhân họa cũng có thể mất đi, cái gì trước già bệnh và chết nó cũng có thể mất đi. Nhớ cái đó mới rùng mình nha. Chứ còn mình thường thường mình đi chùa, mình nghe giảng hoặc mình xem kinh xem sách, mình thấy cái đó mình nghe thường, nói ô sanh già đâu chết, sanh già đâu chết, mình nói như vẹt như két vậy đó. Nhưng mà thật sự mà sợ mà thấm thía thì phải là cái người hành giả thôi. Hành giả thường xuyên tu tập mới thấy rằng những gì ta đang có hoàn toàn có thể mất đi trong đầu hôm sớm mai. Cứ nhớ như vậy, những gì ta đang có hoàn toàn có thể bỏ ta trong đầu hôm sớm mai. Cái điểm tựa duy nhất để ta nương tựa chính là sự tu tập theo con đường bát chánh đạo, thì chính chỉ có cái bát chánh đạo nó mới là điểm tựa cho mình thôi nha. Chứ còn không có một cái gì cái đời này ngoài bát chánh đạo mà có thể làm điểm tựa cho mình hết. Bởi vì tôi nhắc lại, thiên tai nhân họa rồi già bệnh chết, sáu cái này, ba năm cái này nó hoàn toàn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ví dụ như bây giờ, ngay bây giờ tôi không có già, nhưng mà cái bệnh như cái chết thì tôi không chắc rồi nha, tôi không chắc. Còn nếu mà tôi có đủ phước mà tôi sống thêm 80, 90 thì lúc đó nó mới có cái già. Nhưng mà trước mắt cái bệnh rồi cái chết thì tôi không biết nó sẽ xảy đến cho tôi lúc nào. Thiên tai nhân họa tôi không biết nó xảy đến cho tôi lúc nào. Các vị còn nhớ cái vụ mà sóng thần tsunami năm 2002 không? Kể người ta làm một thống kê, mình đọc cho mình giật mình á, tức là từ sau cái vụ đó rất nhiều và rất nhiều cái phong trào mà tâm linh á, ví dụ như quay về nghiên cứu đạo Phật, quay về nghiên cứu đạo Chúa, quay về nghiên cứu đạo Hồi, rồi nào là những cái tổ chức tâm linh, ví dụ như là lập nhóm để mà tập yoga, lập nhóm để mà sống tinh thần quay về với thiên nhiên, ví dụ như vậy, sống với trách nhiệm hơn. Thì từ sau cái vụ sóng thần nó rất nhiều và rất nhiều cái đoàn thể, rất nhiều cái tổ chức đã được thành lập. Là vì sao? Cho nhiều người họ suy nghĩ lại về cuộc sống của hôm nay trong râm. Hôm nay trong râm mà các vị đánh được cái chữ tsunami 2002 thì các vị vô có một hình ảnh đó, các vị thấy nó khiếp, tức là xác người nó giống như là rác vậy đó, nó nhiều như rác vậy, nó nổi bập bềnh lên trên nước. Nó trộn chung với gọi là giường, tủ, bàn, ghế, nhà, cửa, xe, cộ. Mình nhìn cái đó mình mới thấy khiếp. Tức là một khi mà thiên tai nhân họa nó đã xảy đến rồi đó, thì coi như là cái mạng sống mình nó không là gì hết. Các vị chỉ cần lên máy bay, các vị lên máy bay mà chỉ cần mà nó đề ba nó lên khỏi mặt, nó tóc khỏi mặt đất rồi, đó là coi như xong. Trăm thứ là bao nhiêu tài sản, uy tín, tình yêu gì ở dưới mặt đất, quyền lực gì đó ở dưới mặt đất là mình phải gọi là để lại hết. Mình chỉ còn trông cậy vào ông phi công, trông cậy vào chiếc máy bay nó mà nó bùm một cái là coi như mất sạch nghe. Cái này mới có mấy hôm là một cái chiếc Southwest của Mỹ nè, lúc nó đang bay về New York, không biết ở đâu mới nó đang bay về New York thì nó bị nổ cái động cơ. Thì cái sức nổ đó nó đã phá vỡ một cái khung cửa sổ máy bay, và nó hút một cái cô người Mỹ ra khỏi, rồi hút cổ vô trong đó, hút trong cái chỗ đó bị áp suất rồi máy bay đó. Khi mà nó bị lủng một lỗ như vậy thì cái sức hút nó lớn dữ lắm, thì người ta tìm cách người ta gỡ cổ ra, và cuối cùng cổ cũng chết. Cổ là giám đốc của một cái chi nhánh ngân hàng Wells Fargo của Mỹ, chứ không phải là tầm thường đâu nha. Nhưng mà trước khi có lên máy bay, cổ đâu có ngờ là giới thân bằng một giám đốc chi nhiều một cái nhà băng chi nhánh như vậy đó, một lát nữa đây cô sẽ chết thê thảm á nha. Chỉ mới đây thôi, chưa kể là trên đường, ở ngày nào mà chúng ta còn lái xe trên đường, còn có mặt trên đường, thì cái khả năng là cọ quẹt da chạm tai nạn á là khả năng đó rất lớn. Không phải tôi nói cho quý vị sợ không dám lái xe, nhưng mà mình phải luôn nhớ như vậy, đã là có mặt trên đường, có mặt ở gọi là ra khỏi nhà mình là có biết nhiêu chuyện xảy ra nha. Cho nên thường xuyên nhớ rằng
không có một điểm tựa nào trên đời này mà ngoài Phật pháp, ngoài cái con đường bất chánh đạo hết. Nhớ nha, đó cái bài kinh sẽ hại, nó có nghĩa, nó có những nội dung bao nhiêu đó. À, trong nội dung đó là đời sống của chúng ta luôn đối diện với vô vàn bất trắc, không có một điểm tựa nào trên đời này mà nó vững vàng, nó chắc chắn hơn là cái con đường bát chánh đạo. Những cái thiêng liêng nhất mình tưởng chừng như đời đời có bên cạnh mình, đó là tình mẹ mà mình còn giữ không được thì nói gì những thứ khác. Cái gì, cái lời có thể nói là hôm nay đọc lại bài kinh này mới giật mình, chính Đức Phật cũng nhìn nhận cái duy nhất trên cuộc đời này có thể còn lại với mình lâu bền nhất chính là tình mẹ ha, tình cảm vợ chồng, nhà, trai gái, bạn bè, rồi tiền bạc tài sản, tất cả những cái đó hoàn toàn có thể lìa bỏ mình đi. Chỉ có duy nhất một thứ mà ở lại với mình lâu bền nhất trong cả cuộc đời của mình, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, đó chính là tình mẹ ấy. Vậy mà khi mà thiên tai nhân họa xảy đến, trước cái sự chi ám ảnh chi phối của già, bệnh, của chết, thì tình mẹ cũng phải bỏ mình mà đi nha. Rồi tiếp theo là kinh 63. Bài kinh 63 là bài kinh này, nó có một nội dung rất là độc đáo, vô cùng và vô cùng độc đáo. Có một số đông các cái vị bà la môn tiến tâm đến hầu Phật, họ vừa nhìn thấy Thế Tôn, họ chiêm ngưỡng Thế Tôn và họ tán thán thế này: Thế Tôn có một cái sức thân hoàng phái ha, và bản thân Thế Tôn là giống như một viên ngọc, một khối pha lê vậy đó. Mình đọc mấy bài kinh này mình mới thấy rằng Phật đẹp thiệt nha. Cái chuyện mà ngày có 32 tướng tốt là chỉ một chuyện đó là ai cũng biết rồi, nhưng mà phải ngày đẹp làm sao đó mà để cho người ta nhìn ngày người ta phải khen ấy, thì tôi nghĩ rằng nó là chắc Đức Phật đẹp lắm nha, đẹp lắm. Người ta so sánh ngày giống như vàng như ngọc, có nghĩa là ngày đẹp lắm. Họ khen ngày cho đã, xong họ nói rằng người như Thế Tôn, chắc người mà đẹp như Thế Tôn, khôi vĩ như Thế Tôn, chói sáng như Thế Tôn, chắc chắn cái chỗ ăn chỗ ở Thế Tôn cũng phải đặc biệt hơn người bình thường, có phải vậy không nha? Cái nội dung bài kinh là như vậy. Họ khen cho đã là như Thế Tôn thế này, Thế Tôn thế kia, xong rồi họ nói là ngươi như Thế Tôn chắc chắn là cái chỗ ăn chỗ ở Thế Tôn chắc phải đặc biệt hơn người bình thường, cái phòng của Thế Tôn, cái giường ngủ Thế Tôn, cái ngồi, cái giường ngồi, cái ghế ngồi Thế Tôn chắc chắn là hơn người bình thường. Thì Đức Phật nhìn thấy không, cái chỗ, cái phòng riêng của ta, chỗ nằm chỗ ngồi của ta đó đúng là hơn mọi người, nhưng mà không phải là về vật chất mà là về tinh thần. Đấy, cái việc nghe kịp chưa? Ngài nói là các ngươi thấy ta chói sáng rực rỡ như vậy, nó không phải là do ta sống, không phải là ta sinh hoạt ở trong một cái điều kiện vật chất tiện nghi sang trọng đâu, mà những gì các ngươi thấy ở ta đó là hoàn toàn là vì một lý do là cái không gian, mà không gian tâm linh mà ta sinh hoạt nó đặc biệt như thế này nè. Bắt đầu ngài mới nói ở cái chỗ nào ở ngoài đời đó thì là giường cao chiếu rộng, cẩn vàng, cẩn ngọc, cẩn ngà, giác vàng. Còn riêng trong cái Phật pháp này, Đức Phật ngài dạy rằng cái người tu hành đó là phải là cái người có giường cao chiếu rộng, phải có chăn êm niệm ấm. Nhưng cái giường cao chiếu rộng, chăn êm niệm ấm ấy phải là tinh thần chứ không phải là vật chất nha. Cái người muốn sống sung sướng ngoài diện ăn ngon mặc đẹp nó còn phải là chăn em nệm ấm nữa. Thì trong Phật pháp này, trong cái tinh thần Phật pháp mà nói, chúng ta muốn được an lạc, chúng ta cũng phải là ăn ngon mặc đẹp rồi chăn em nệm ấm. Nhưng mà bốn cái thứ này phải được định nghĩa như thế nào? Ăn ngon mặc đẹp ở đây là gì? Ăn ngon ở đây có nghĩa là những cái thức ăn tinh thần của mình ấy, những cái thức ăn tinh thần của mình nó phải là đời sống thiện pháp, phải là từng giây phút trao dồi thiện pháp thì nó gọi là ăn ngon. Còn mặt đẹp là sao? Tức là cái sự biểu hiện của tam nghiệp, những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm, những gì chúng ta biểu hiện nên cho người ta thấy đó đều là xuất phát từ thiện pháp hết, thì nó gọi là mặt đẹp nha. Khi sống trong thiện pháp mà chúng ta đang ăn ngon mặc đẹp. Còn giường cao chiếu rộng là sao? Là khi chúng ta sống ở trong cái chánh pháp thì coi như là chúng ta đêm và ngày chúng ta đang sống ở trong cái giường cao chiếu rộng, chăn êm nệm ấm. Ở đây ngài nói có ba cái loại chăn êm nệm ấm, ba cái loại giường cao chiếu rộng là gì? Cái thứ nhất là cái giường chiếu của chư thiên, thứ hai là cái giường ghế của phạm thiên, và thứ ba là giường ghế của thánh nhân. Cái giường ghế của chư thiên là sao? Giường ghế của chư thiên là sao ta?
Tức là ở đây các vị thấy không? Khi nào mà một cái cá nhân, dù đó là người xuất gia hay là người cư sĩ ha, mà tu tập thiền định, đắc chứng từ sơ thiền trở lên, thì cái người đó, được gọi là đang sử dụng cái giường cao chiếu rộng của chư thiền. Nó lạ như vậy đó nha. Một bài kinh khác, ngày thì dạy giải thích khác, tôi thành báo trước cho bà con nghe nha. Một bài kinh khác thì chúng ta sẽ, ở một bài kinh khác mà sẽ học tới đây nè, thì giải thích đó là cái chỗ giường cao, cái chỗ gọi là trụ xứ của mình đó, nó tùy thuộc vào cái tâm tư của mình. Ở trong có những cái bài kinh, có một bài kinh khác ngài dạy rằng nơi nào mà mình đi đứng nằm ngồi bằng tham, bằng sân si, ái mạn kiến nghi, thì cái chỗ đó là cái trú xứ của sa, của giới sa đọa. Cái chỗ đó là cái chuồng heo, chỗ đó là chuồng ngựa à. Nhưng mà rồi cái chỗ nào mình sống bằng cái tâm tự thì chỗ đó là chỗ của Phạm Thiên. Chỗ nào mình tu tập thiền quán thì cái chỗ đó là chỗ của Phạm Thiên, các vị nghe nha. Còn riêng bài kinh này thì ngài lại dạy khác. Chỗ ở nào, cái chỗ ngồi, chỗ nằm nào mà của một cái người đắc thiền á, thì chỗ đó được gọi là chỗ nằm, chỗ ngồi của chư thiền. Chỗ nào chúng ta nằm ngồi mà chúng ta sống ở trong cái bốn cái từ bi hỷ xả đó, thì chỗ nằm, chỗ ngồi đó đó là chỗ nằm ngồi của Phạm Thiên, nhớ nha. Rồi cuối cùng, chỗ nằm chỗ ngồi nào mà của một cái vị lìa xa phiền não, chấm dứt được phiền não, thì cái chỗ nằm chỗ ngồi đó nó được gọi là chỗ nằm ngồi của thánh nhân, các vị nhớ nha. Thì tôi nhắc lại bài kinh, người ta tới người ta hầu Phật, diện kiến Phật, người ta khen Thế Tôn có một cái dung sắc phải là chói sáng, thù thắng. Xong rồi họ nói người như Thế Tôn chắc chắn có một cái chỗ sinh hoạt, có chỗ ăn ở chắc rất là độc đáo, rất là tiện nghi, rất là sang trọng nên ngài mới được như vậy. Ngài nói không, cái tiện nghi, cái sang trọng của ta nó không có phải là thuộc về thế giới vật chất như các ngươi nghĩ, như đa phần nhân loại vẫn nghĩ, mà cái tiện nghi sang trọng của ta nó chính là về cõi tinh thần. Ta có ba cái thứ giường cao chiếu rộng mà không phải ai cũng được. Cái thứ nhất là ta là người có được bốn thiền một cách dễ dàng, ta có thể an trú vào tầng thiền nào cũng được. Cái thứ hai, ta luôn sống ở trong cái từ bi hỷ xả với chúng sinh. Cái thứ ba, ta luôn lìa xa phiền não. Thì với ba cái này là coi như dầu ta ở trong rừng, ở dưới gốc cây, ở bất cứ nơi nào đi nữa, thì cái nơi chốn đó đều là những nơi chốn mà ta có mặt với cái giường cao chiếu rộng của chư thiên, của Phạm Thiên và của thánh nhân, nhớ nha. Cho nên cái nội dung mình kinh này nó độc đáo ở chỗ này. Dầu ta đang có mặt ở nơi nào, tiện nghi sang trọng hay là tồi tàn sơ sài, nếu mà ta có một đời sống tinh thần ngon lành thì nơi chốn ấy được xem là lâu đài, nhớ như vậy, được xem là giường cao chiếu rộng, được xem là cái chỗ sang trọng tiện nghi. Còn nếu cái nơi chốn nào mà chúng ta sống bằng cái tâm thức phiền não thì cái nơi chốn đó là chỉ là chuồng trại của súc vật thôi. Mà dung mệnh kinh này là như vậy đó nha. Rồi tiếp theo là cái bài kinh số 64. Bài kinh số 64. Đây. Bài kinh số 64, cái tựa kinh là gì ta? Tựa kinh là Sarapat. Sarapat. Không biết bà con trong room này có dịp nghe đến bốn cái pháp vô sở quý của Thế Tôn này chưa? Vô sở quý là sao? Tiếng Pali kêu là Visaraccha. 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 Kêu là vô sở quý. Có nghĩa là chư Phật chánh hẳn giác ba đời mười phương nha. Luôn luôn tự tại, thanh thản trong tất cả mọi hội chúng.
giữa mọi chúng, nên là giờ gồm mọi chúng của loài người, mọi chúng của chư thiên, Long Vương, Càn Thác Bà, Phạm Thiên, Ma Vương, tất thảy mọi mọi chúng, thì chư Phật luôn luôn có mặt ở trong một cái sự thanh thản tự tại, không có là chuyện gì phải là rụt rè, phải e sợ hết, là bởi vì chư Phật thành tựu bốn cái vô sở quý nha. Nhưng mà trong cái kinh này đó thì ngài chỉ nói có ba thôi. Thì bây giờ tôi nhắc sơ về kinh này. Có một cái ông, có một cái vị tỳ kheo đi theo Thế Tôn xuất gia được một thời gian ngắn rồi cái bỏ đạo, không có thèm sư được theo ngài nữa mà đi hoàn tục để mà đi theo ngoại đạo, đi theo ngoại hành, đi theo cái kiểu sống ngoại đạo, rồi cũng có học trò, cũng có đệ tử riêng, nhưng mà không còn là một tỳ kheo Phật trong Phật giáo nữa. Thì cái bậy của ông là thế này: gặp được Phật, xuất gia với Phật mà không có hiểu được lời Phật, không hiểu được cái bản ý của Phật, mà đã vậy khi mà ông quần tục rồi á, ông lại nói thế này: tôi có theo Phật rồi, tôi hiểu Phật rồi, thấy Phật cũng không có gì nên tôi mới bỏ Phật tôi đi. Thì cái câu chuyện này ông đi đâu cũng rêu rao như vậy, tôi từng theo Phật và khi hiểu Phật không có gì hết thì tôi mới bỏ tôi đi. Thì các vị tự coi, các vị thấy mà. Thì trong một cái nhân duyên đặc biệt, Đức Phật đã đến gặp ổng để hỏi vậy chứ ta có nghe nói như vậy có đúng không? Ngươi nói rằng là ngươi từng theo Phật và vì thấy Phật cũng không có gì đặc biệt nên ngươi bỏ Phật. Thì cái điều mà ta muốn nghe là ngươi đã học được gì từ ta. Ta muốn nghe được cái đó, ta muốn nghe được là ngươi đã học được cái gì từ ta. Thì ngươi hỏi ba lần nhưng mà ổng im ra, không nói gì hết. Ổng không nói gì hết. Ông nói sau lưng ngài vậy thôi, chứ còn trước mặt ngài thì ông phải nhìn nhận là cái câu nói đó là câu nói lớn chuyện, nhưng phải không? Tôi đã một thời theo Phật mà thấy Phật không có gì hết, cho nên tôi bỏ ngài đi. Cái mà Đức Phật ngài nhắc nhở ông là: ngươi nói là ngươi hiểu Như Lai, vậy nhưng hiểu được cái gì? Ngươi hiểu được cái gì ở Như Lai? Thì do có người thương ổng mới thỉnh Đức Phật tới để gặp ổng, cho nên người kia ngài đến, ngài nói chuyện ổng, ổng im lặng, ổng không có dám trả lời. Không dám trả lời. Thì lúc bây giờ trước mặt mọi người, Đức Phật ngài nói đến ba cái pháp gọi là vô sở quý của ngài. Và đúng ra là bốn, ở đây chỉ nói ba thôi. Thời sẵn này thì các vị học cho bốn, không cho đủ bốn nha, bốn cái visa đó cho thăm á. Cái vô sở quý của Đức Thế Tôn đầu tiên là gì? Điều đầu tiên khi mà Thế Tôn tự xác nhận mình là vị chánh đẳng chánh giác thì không có cái gì trên đời này mà ngài không biết. Đó là cái vô sở quý thứ nhất nha. Khi mà ngài tự nhận ngài là một vị chánh đẳng giác, một cái vị toàn giác, một vị Phật, thì phải nói là không có cái gì trên đời này mà ngài không biết. Như vậy thì cái pháp vô sở quý thứ nhất là ngài tự nhận là vị chánh đẳng giác bởi vì bản thân ngài không có gì ngài không biết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngài tự nhận ngài là một vị Phật vì ngài đã chấm dứt hoàn toàn tất cả phiền não. Trong khi phàm phu nói, tôi nói thì tôi chỉ nói cái nhẹ nhẹ thôi, tôi nói rõ. Mình lập giáo, lập đạo, đó, mình làm tổ sư. Lập giáo, lập đạo, rồi mình làm tổ sư. Mình có học trò, có đệ tử, cũng lập, cũng có thiền viện, cũng có tổ đình, cũng có chùa miễu, cũng có đạo tràng, tùm lum hết. Nhưng mà cái này tôi nói thiệt, lúc nào mình đã nói phạm, lúc nào cũng có cái e ngại tối thiểu, là sợ đệ tử nó biết nhiều về đời tư của mình. Nó biết mình còn thích cái này, cũng ghét cái kia. Nhưng mà riêng Đức Phật thì không. Cái vô sở quý thứ nhất của ngài đó, có nghĩa là ngài tin chắc rằng, thứ nhất ngài là vị chánh đẳng chánh giác, cái gì ngài cũng biết. Thứ hai, ngài tin chắc chắn rằng ngài không còn dư sót bất cứ một cái phiền não nào hết. Cái điều này tất cả những vị giáo chủ phàm phu không có được nha. Vị nào cũng có những cái phốt, những cái tì vết hết, nhưng mà riêng Đức Phật, chư Phật thì không nha. Cho nên cái vô sở quý thứ nhất của chư Phật là gì? Là biết chắc rằng mình là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có gì mình không biết. Cái điều thứ hai, biết rõ rằng mình là một vị Phật hoàn toàn thanh tịnh, không có còn dư sót bất cứ một phiền não nào. Đó. Rồi cái điều thứ ba, ngài tin chắc chắn 100% là những điều ngài nói ra đó là cái con đường dẫn đến giải thoát.
Ngài tin chắc chắn như vậy, Ngài biết rõ như vậy. Còn mình thì không, mình dạy cho học trò, dạy đệ tử, mà lỡ nó hoang mang nghi hoặc á, thì mình cũng biết sao để giải thích cho nó. Mình bài đủ điều hết á. À, Việt Nam mình là mình thấy không riêng trong nước mà nó ngoài nước nè. Thầy bà thiếu gì, bài cho người ta tùm lum hết, nhưng mà những cái bài đó có khi giúp được, có khi không giúp được. Nhưng mà riêng Đức Phật thì không. Chư Phật luôn luôn biết chắc rằng cái lời dạy của các ngài là cái con đường thoát khổ. Cho nên tôi nhắc lại bốn cái pháp vô sở quý, ở đây ngài chỉ nói có ba thôi nha, ở đây ngài chỉ nói có ba, nhưng mà tùy duyên, có chỗ thì ngài nói ba, có chỗ thì ngài nói bốn, ở đây ngài nói ba, nhưng mà sẵn thì tôi nói luôn cái thứ tư cho các vị luôn nha, ghi luôn. Cái vô sở quý thứ nhất của chư Phật là gì? Đầu tiên á, là các ngài tự thấy rằng á, các ngài là chánh đẳng chánh giác, không có gì ngài không biết. Thứ hai, các ngài thấy rõ rằng các ngài là một vị Phật, một vị A-la-hán, không có phiền não nào dư sót. Cái thứ ba, những gì mà ngài nói là con đường thoát khổ thì chắc chắn nó là như vậy. Nó có hiệu năng hướng thượng, nó có cái tác dụng dẫn đến giải thoát. Tất cả những lời ngài dạy đều có hiệu năng giải thoát, đều có tác dụng dẫn đến giải thoát. Còn cái vô sở quý thứ tư mà ở đây không có được nhắc đến, đó là cái điều gì mà ngài kêu mình bỏ thì dứt khoát nó là cái cần phải bỏ. Ví dụ như ngài cấm chế giới luật, cái nó nên bỏ, cái đó không nên làm như vậy nha. Nó là những cái điều cấm chế ngài, nó có cái tác dụng rõ ràng, nó có cái ý nghĩa rõ ràng tại sao như vậy nha. Và ở trong cái đời sống tu tập của những người đệ tử ngài đó, ví dụ ngài nói là muốn đắc sơ thiền thì phải bỏ cái gì? Bỏ năm thiền cái. Được, khi tu tập tuệ quán bỏ cái gì? Bỏ ái, kiến và mạng. Khi mà tu tập quán chiếu thấy, buổi đầu là tu tập chánh niệm, làm gì biết nấy, rồi từ từ khi mà niệm nó mạnh rồi thì hành giả thấy rõ rằng mọi thứ ở đời chỉ là danh là sắc thôi, ở đây là chỉ có nỗi khổ, chỉ có niềm đau, chứ không có người khổ, không có người đau, không có người nào hạnh phúc hết, tất cả chỉ là danh với sắc. Ngày dạy từng bước, ngày nói rằng phải lìa bỏ những cái khái niệm liên hệ đến ái, mạng, kiến, thì mới tu tập về quán, mới có thể lìa bỏ được sanh tử trầm luân nha. Thì cái pháp vô sở quý thứ tư của chư Phật là gì? Là cái gì mà ngài kêu mình nên bỏ thì cái đó đúng là phải bỏ. Còn cái thứ ba là gì? Cái gì mà ngài nói rằng đây là con đường giải thoát thì chắc chắn nó là con đường giải thoát. Cái vô sở quý thứ ba là gì? Là ngài không còn dư sót một cái phiền não nào hết. Và cái vô sự nghĩ thứ tư là gì? Là ngài là vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có gì ngài không biết. Chắc tôi phải ghi rồi, tôi phải ghi giùm bà con, để bà con ghi không giữ ý tôi nha. Bốn cái vô sự quý ở đây ngài chỉ nói có ba thôi nha. Bốn cái vô sự quý: một là không có gì không biết, hai là chấm dứt hoàn toàn phiền não, ba là tin chắc cái điều ngài nói là có đường dẫn thoát, bốn là điều gì kêu bỏ. Rồi, trốn, cô giọng mưa đã ghi rất là chính xác, rất là chính xác. Rồi mình phải ghi Pali nữa, phải ghi Pali rồi. Rồi về xa, chữ xa tức là chữ xa tức là tên chữ A, nó có dấu quyền nữa nha. Thì bà con là muốn cho chắc ăn á, bà con mới vô ở trong Google, bà con tìm lúc nãy này trong Trung Bộ Kinh có. Tôi nhớ thì nhớ một lần là kinh sư Tỷ Hống á, nhưng mà trốn. Thì bà con cứ vào trong Google, bà con đánh bốn cái vô sự quý của chư Phật. Một là các ngài là không có gì không biết, chánh đẳng giác. Thứ hai nữa là các ngài chấm dứt lần tiền não hoàn toàn. Cái thứ ba nữa là những điều ngài nói là được giải thoát. Và thứ tư, cái gì thì kêu mình bỏ thì dứt khoát là nó phải bỏ, là cần phải bỏ. Trời, đó là cái bài kinh, vừa học xong bài kinh rồi đó. Học xong cái bài kinh Xá Lợi Phất rồi. Bây giờ sẵn ở đây tôi phải nói một chuyện cho bà con vui nha, bà con vui. Đó là từ đó đến giờ mình nghe đồn thôi, mình nghe đồn mà có kinh Kalama mà mình chẳng biết cái kinh là Kalama nó nằm ở đâu. Wow. Nhưng mà bữa nay là tận mắt mình thấy, wow, bài kinh Kalama nó nằm ở đây. Tại sao mình phải học kinh Tạng? Nó nhiều lý do lắm quý vị. Mình được sống trong cái không khí thời Đức Phật. Đức Thế Tôn đã đi đến ở đây, đến chỗ nào, ngài gặp ai và ngài nói gì. Chỉ có một cách là nghe Pháp mà thông qua kinh Tạng thế này, thì mình mới uống nước tận nguồn. Chứ còn mà
để cho quý thầy quý bà là lựa một cái đề tài nào các vị thích rồi các vị lên các vị giảng kiểu fantasy đó, nói theo cái tư kiến đó, thì tôi không có dám nói là dở, tôi không dám chê, nhưng mà đó là cái đó không phải uống nước tận nguồn nha, cái đó là đã uống nước dảo rồi. Còn khi mà mình học Phật pháp mà mình học trực tiếp qua cái nguồn kinh tạng như này, thế này coi như uống nước tận nguồn á, thì hôm nay chúng ta được học lại cái bài kinh mà nói giờ người Phật tử mình ai cũng biết, đó là kinh nói về cái nội dung kinh mà mình gọi là Kalama, nó là bên Nam được học nè. Ở đây ngài giảng rằng bài kinh này ngài giảng rằng là có một số người đi đến gặp ngài, mấy ông Kalama này nè đến gặp ngài. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang du hành ở giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Kesaputta, thị trấn của những của cái nhóm người có tên là Kalama. Thì cái nhóm người đó họ nghe Đức Thế Tôn đến, họ mới đến, họ gặp ngài, rồi họ mới hỏi. Họ mới hỏi là cái chỗ này nè, thầy bà các tôn giáo hay ghé lắm. Cái chỗ của con, cái chỗ tụi con á, thì thầy bà các tôn giáo hay ghé lắm. Mà cha nào cũng nói mình hay, cha nào cũng chê người ta hết, thì con không biết phải làm sao, không biết theo ai. Thì ngài Đức Phật này, ngài mới nói là các người quan mang nghi hoặc là phải, là bởi vì trên đời này ai cũng tự khen mình, ai cũng chê người khác hết á nha. Nhưng mà nhớ có cái công thức sau đây, tức là đừng có vội vã tin ai, mà cũng đừng có vội vã bài xích ai, mà mình phải có cái khả năng phản biện, phải có cái khả năng tự quyết ở mình, dựa trên những cái cơ sở, những nền tảng hợp lý. Ngài nói là chớ có tin, chớ có vội tin vì nghe theo cái truyền thống, nghe hoặc là chớ có vội tin vì cái điều đó được cho là có sẵn ở trong kinh điển cổ xưa. Đừng có vội vã tin điều đó là vì nó là cái ý kiến của một cái cá nhân uy tín nào đó. Dầu cái bài kinh này rất là quan trọng nha, dầu nó là những cái điều mà được là truyền khẩu từ những nhân vật uy tín là trong kinh sách gì đi nữa, thì mình cũng phải tự mình xét lại, chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi mà tin nha. Nhắm mắt nhắm mũi mà tin thì ngài mới nói là làm cái gì á, nghe người ta nói cái gì, muốn quyết định cái gì thì cũng phải dùng cái trí để mà suy xét. Thì ngài nói ví dụ như mình phải so sánh giữa một cái người mà làm ác và cái người làm thiện á, thì mình thấy rằng là cái lợi ích và cái hậu quả hai cái chuyện đó nó khác nhau, đúng không? Trong từng việc nhỏ mình phải tự xét cái đó, trong từng việc nhỏ mình phải tự xét cái đó. Một cái người nói thiệt và một người nói dối, mình thấy hai cái này nó có khác nhau hay không? Một người sát sanh và một người không có sát sanh, một người làm thiện và một người làm ác, thì cái đầu mình thường xuyên nó làm những cái so sánh như vậy đó, nó quen cái này nên nè, cái này không nên nè. Cái này tốt nè, cái này sò nào xấu nè, cái đầu nó thường xuyên làm những cái tỉ giáo, làm những cái so sánh như vậy đó, nó tốt hơn là cứ cấm đầu cấm cổ nghe người ta nói nha. Ngay cả mình thấy trong đời sống mình, một cái bài thuốc nam mà ai đó nói là hay chữa được cái bệnh nào đó, thì mình cũng không nên cấm đầu mà mình nghe, mình phải có những cái kết hợp với kiến thức xưa giờ của mình. Mình thấy rằng cái lá đó đó đúng, uống nó vô thì nó chữa được bệnh bón. Uống cái lá nó chữa được bệnh bón. Nhưng mà bây giờ trong cái bệnh của mình á, mình đang được tiêu chảy, thì cái lá đó mình uống vô nó có nên hay không? Người ta nói cái lá này là chữa được bệnh tiêu chảy, nhưng mà trong cái biết của mình á, là cái lá này nó chữa bệnh bón mà. Thì mình phải làm một cái so sánh, một cái tỉ giáo như vậy đó, chứ còn mình phải cắm đầu cắm cổ nghe nó nói cái lá này nó chữa được bệnh tiêu chảy là mình cắm đầu mình uống nha. Thì ở đây cũng vậy đó, ở đây cũng vậy, tất cả những cái gì mà mình nghe được từ người khác, mình không đặt vấn đề nó là ai nói, nó được ghi chép ở đâu, mà mình phải dùng cái trí mình suy xét nó vì sao nó là, vì sao người ta nói nó như vậy, cái điều đó hợp lý hay không, điều đó có thể tin cậy được hay không, nhớ cái này nha. Thì ở đây nguyên bài kinh dài có một nội dung, tôi nói bài kinh này sâu, nhưng mà nội dung mình rất là đơn giản mà sâu. Tôi nghĩa là ngày dài thế này, nghe ai nói cái gì hoặc đọc thấy ở đó trong kinh điển truyền thống,
uy tín của cái bộ kinh đó, uy tín của đoàn thể đó, uy tín của cá nhân đó không đủ để bảo đảm cho nội dung của cái điều đó. Mà cái nội dung của điều đó chỉ được mình gọi là xác minh sau khi mà mình làm những cái so sánh, làm những cái tỉ giảo. À, thì lúc đó mình mới nên tin hoặc là mới nên bác bỏ nha. Rồi là bài kinh này nó sâu là như vậy đó. Rồi vậy là xong rồi, bài kinh này là đại khái bao nhiêu đó thôi nha. Rồi tiếp theo là kinh 66. Kinh 66 cũng y hệt như vậy nha. Kinh 66 nội dung cũng y hệt như vậy. Có nghĩa là Đức Phật ở đây ngài nhắc lại cái nội dung ở trong kinh Kalama. Đừng có vội vã nhắm mắt tin bất cứ ai mà không có chịu dùng cái đầu để làm những cái tỉ dạo so sánh, suy xét một khía cạnh thiện ác nhân quả trong mỗi vấn đề. Ví dụ như bây giờ mình được, mình đi qua bên Miến Điện mình hành thiền, cái này quan trọng lắm nha. Mình mê, mình mê đam mê một cái truyền thống nào đó, mình quý, mình trọng một cái vị thiền sư nào đó như ngài Sumin hay là ngài Pa Ao hay là ngài Upanita bla bla bla. Mình có quyền thương kính vị đó, không ai cấm mình hết. Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng cái pháp môn tứ niệm xứ là do Phật dạy, là phải lấy Phật làm gốc. Còn tất cả những cái kinh nghiệm riêng tư của đời sau đó thì cũng chỉ là kinh nghiệm riêng tư của đời sau. Dù mình có thương quý cái vị thiền sư đó cách mấy, mình có thương kính cái truyền thống đó cách mấy, cái lý tưởng của truyền thống đó cách mấy, của cái dòng thiền đó cách mấy đi nữa, nhưng mình phải luôn luôn nhớ rằng cái kê là kinh nghiệm đời sau, đấy là những cái dấu ấn cá nhân của vị thiền sư này thôi. Nhớ cái đó. Mà đa phần những người Phật tử mà tôi quen là bị cái bệnh rất là nặng, đó là chạy theo cái người mình thương, mình thích. Và đã là cái người mình thương, mình thích thì họ nói cái gì cũng đúng. Đây là cái bẫy nhất của phàm phu mình. Tôi thấy cái điều này rất là phổ biến trong số những người tôi quen đó. Là họ chỉ chấp nhận một vị sư, một vị thầy, một cái tình cảm trước. Rồi trên cái nền tảng tình cảm ấy, người ta mới để cho cái trí tuệ người ta làm việc. Mà trong khi đó nó có những cái chuyện mà mình phải để trí tuệ lên hàng đầu, chứ mà không thể để được cái tình cảm lên hàng đầu được. Dạ, thí dụ như mình thấy cái kiểu ngày bao, ngày vui vẻ, cái cách mà ngày sinh hoạt á, cái cách mà ngày ân cần với thiền sư, với những người học trò đệ tử, nhìn cái cách mình thích quá đi. Mình từ cái chỗ thích đó, đó mình chấp nhận luôn mọi thứ ở ngày. Cái điều này không có nên, nha. Mà mình phải coi ngài nói cái gì, ngài dạy cái gì, chứ không phải là mình dựa vào cái chuyện mà ngài cư xử ra sao, ngài nói năng ra sao, ngài cười ra sao, ngài ăn uống ra sao, cái đó không có phải nha. Nhớ cái này rất là quan trọng nha. Cho nên là đa phần phần tử mình á là bị một cái bệnh như tôi vừa nói đó, có nghĩa là mình để trí tuệ đằng sau, để cái tình cảm đi đằng trước. Mà trong cái đó trong cuộc tu này đó, chúng ta nhớ thân người khó được, chánh pháp khó gặp, chúng ta không thể hoang phí cái cơ hội được mang thân người, hoang phí cái cơ hội được gặp chánh pháp chỉ vì một cái mảnh tình cảm cỏn con, chỉ vì một cái mảnh tình cảm cỏn con, rồi đi chấp nhận những cái hướng dẫn mà bản thân mình không lấy gì làm chắc lắm. Nhớ cái đó là cái rất là quan trọng nha. Cho nên ở đây là cái bài kinh tiếp theo là bài kinh gì? Bài kinh 66, ha, bài kinh 66 cũng có nội dung giống như vậy. Và bài kinh tiếp theo là bài kinh 67. Bài kinh 67 có nội dung rất là đặc biệt. Cái đoạn số 1 á, ngày cái đoạn số 1 có nghĩa là đa phần chúng ta có một cái nhìn phiến diện, có cái nhìn một chiều mà ngôn ngữ và suy tư thường ngày của phàm phu chúng ta đó là thường á, là có một cái kiểu suy tư phiến diện một chiều. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng trong giáo pháp của ngài đó có một cái đoạn Bali rất là quan trọng. Người các tỳ kheo, ta là người quý phách cho qua đi.
nghĩa là nói gì. Cũng qua phân tích không phải ê căn xa qua đi, tức là một chiều, mình không có tưởng tượng cách đây 25 thế kỷ mà cái ý tưởng này đã có rồi. Ta là người quý phách sẽ qua đi, có nghĩa là nói gì cũng phải qua phân tích chứ không phải là ê căng sẽ qua đi, nói một chiều nha. Thì cái đoạn số 1 đó thì người nói là đa phần chúng sanh đó, cái đoạn nó hơi khó hiểu cho nên cái đoạn nó không giải thích mà con hiểu nha. Tức là đa phần chúng sanh trong đời này là sống là bằng cái cách nói một chiều, cách nghĩ một chiều, cho nên từ đó nó mới nảy sinh ra vô số vấn đề về xung đột, mâu thuẫn về văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, bla 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 bla, rồi từ cá nhân với cá nhân, trong gia đình, rồi trong một cái đoàn thể, trong một cái tập thể ngoài xã hội, rồi thì quốc gia với quốc gia, là tất cả là nó đều khởi đi từ cái chuyện là chúng ta luôn luôn suy nghĩ một chiều và phát biểu một chiều. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, quan trọng lắm. Tất cả mọi vấn đề của thế giới nó hoàn toàn có thể được giải quyết khi mà đôi bên ngồi lại với nhau tìm ra một cái tiếng nói đồng thuận nha. Còn không á thì anh nói hướng của anh mà tôi nói hướng của anh thì đời đời chúng ta không thể nào gặp nhau nha. Và cứ như vậy mâu thuẫn và xung đột đời đời không thể được giải quyết, nhớ cái này. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng là trên có để trả lời một câu hỏi đó, để trả lời một câu hỏi đó thì có nhiều cách chứ không phải chỉ có một cách. Ở đây Ngài đưa ra 4 cái cách để trả lời một câu hỏi, 4 cách. Cách thứ nhất là có những câu hỏi mà mình phải trả lời yes hay no, trả lời một cách dứt khoát. Có hay là không, trắng hay là đen, phải hay là không phải, phải nói trả lời rõ ràng dứt khoát. Có những câu hỏi mình phải trả lời bằng cách là mình phân tích, có những câu hỏi đó là mình phải trả lời bằng cách mình hỏi ngược lại, và có những câu hỏi mình không nhất thiết phải trả lời mà mình chỉ để nó qua một bên. Nhớ nha, nhớ cái này nha, nhớ cái này. Thì Ngài nói rằng là trong cái đối thoại giữa người với người phải luôn luôn nhớ cái này. Tức là chúng ta, vì chúng ta không phải là người phiến diện, cho nên đời sống này là gì? Đời sống này là những chuỗi là cái chỗ gặp nhau của những câu hỏi và những lời đáp, đúng không? Các vị nghĩ coi đúng không? Trong cái quan hệ giữa người với người đó, nói cho cùng nó chính là một chuỗi dài của những câu hỏi và những lời đáp. Thì ở đây Ngài mới nói rằng là có 4 cái cách để trả lời một câu hỏi. Cách 1 là trả lời dứt khoát, rõ ràng, nói là sao, nói thẳng ra như vậy, không có quanh co khuất lấp. Cái cách trả lời thứ 2 đó là mình phải phân tích vấn đề ra. Thí dụ như có người hỏi Đức Phật vậy chứ, có phải là hành thiện thì mình sẽ được chắc chắn là được sanh thiên hay không? Thì Đức Phật trả lời là chưa chắc như vậy, chưa chắc. Bởi vì hành thiện, có những người hành thiện với cái lòng cầu giải thoát, có người hành thiện là với cái lòng cầu được cái quả nhân thiên, rồi có những người hành thiện mà lại có một cái nếp sinh hoạt không hợp lý, không có thông minh, thì đời sống của họ nó cũng chưa chắc được an lạc. Ngài nói một cái đời sống nó phải có vật, có vật và có tâm, có ta và có người, chứ một đời sống không thể nói rằng tôi làm thiện là tôi được chắc chắn được an lạc, thì cái đó chưa chắc. Mà trong cái đời sống mình á, mà tôi là người bố thí, tôi là người trì giới, tôi là người thiền định, đúng, nhưng mà trong đời sống tôi phải có những cái sắp xếp sinh hoạt hợp lý tôi mới được vui chứ, nhớ nha. Cho nên Đức Phật trong những trường hợp, trong những câu hỏi như vậy là Ngài luôn luôn trả lời một cách phân tích, chứ Ngài không có trả lời giữa một chiều phiến diện. Chỉ cần Ngài nói ta luôn chủ trương là làm thiện là chắc chắn được vui, Ngài mới nói như vậy. Bởi vì làm thiện nhưng mà cái kiểu còn bao nhiêu kiểu sống sinh hoạt, như là Ngài Ca Diếp Ngài nói Bạch Thế Tôn, con thấy rằng để sống thiện không phải là chuyện dễ, hiểm nạn chính là đời sống phạm hạnh. Sống thiện không phải là chuyện dễ dàng, tôi bằng cái sáng hẹn đúng như vậy, này Ca Diếp. Chính Như Lai cũng thấy như vậy, sống thiện không phải là chuyện dễ. Chính Ngài cũng nhìn nhận chuyện đó mà. Cho nên là có 4 cách trả lời một câu hỏi. 1 là trả lời một cách dứt khoát. 2 là trả lời bằng cách phân tích. 3 hỏi, trả lời bằng cách là hỏi ngược lại. Và 4 là có những câu hỏi mà mình để nó qua một bên. Cái cách mà để nó qua một bên cũng là một cách trả lời. Nha. Chẳng hạn như anh đó,
Anh hát karaoke cho bạn anh nghe, anh hát một một lèo đi ba bốn bản, xong anh nói sao, anh nói anh hát xong rồi hai người đi, trời khuya rồi mới chia tay đi về. Thì lúc tôi dắt xe ra cửa, khách nói tôi hát ai cũng khen tôi hát hay hết, mà anh không nghe anh nói ý kiến gì hết, chỉ nghe anh ngáp thôi, chỉ thấy anh ngáp. Thì anh nói ngáp cũng là một cách góp, một cách cho ý kiến. Thì anh nói ngáp và cũng là một cách cho ý kiến. Thì ở đây cũng vậy, có bốn cái câu, bốn cái cách trả lời một câu hỏi. Cái cách thứ nhất là trả lời dứt khoát, yes or no, có hay không, phải hay không phải. Cách thứ hai là trả lời bằng cách là phân tích. Cách thứ ba đó là hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại, ví dụ như mình hỏi vậy chứ tôi làm gì có phiền anh không, thì mình có thể hỏi ngược lại nếu tôi làm như vậy anh có phiền không, ví dụ như vậy. Đó là một cách hỏi ngược lại. Và cái thứ tư đó là có những câu hỏi mà mình im lặng để nó qua một bên, thì đối phương họ hiểu rằng cái câu trả lời không cần thiết, hoặc là cái câu hỏi đó là câu hỏi tào lao nha. Rồi đây là những cái trường hợp mà quý vị thấy hình như không có cái liên hệ đến pháp môn tu hành, nhưng mà không phải như vậy. Pháp môn tu hành nằm ngay chỗ này nè, có nghĩa là đời sống này của mình không nên cực đoan. Khi đời sống không cực đoan, suy nghĩ không cực đoan, thì trong cuộc tu chúng ta cũng không có cực đoan nha. Cái mà nội dung mình kênh là như vậy. Từ cái trên xuống dưới nguyên cái bài kinh này, cả cái bài kinh này nó có một nội dung là làm sao biết đặt câu hỏi thông minh và làm sao trả lời một câu hỏi thông minh. Nhờ vậy chúng ta có được một cuộc đối thoại thông minh. Đời sống này là bao gồm những cuộc đối thoại. Nếu chúng ta biết lắng nghe, biết đặt câu hỏi và biết trả lời một cách thông minh thì chắc chắn rằng chúng ta đã có một đời sống thông minh. Đó là nội dung bài kinh. Tôi nhắc lại nha. Toàn bộ đời sống của chúng ta nó là một chuỗi dài của những cuộc đối thoại. Bởi vì có ai trên đời này mà sống một mình đâu quý vị, không có. Không có nha. Không có ai trên đời sống một mình, cho nên đời sống này nó là một chuỗi dài của những cuộc đối thoại, của những cái lần qua lại với thiên hạ, nhớ nha. Và chính vì đời sống này là những cuộc đối thoại, là những lần qua lại với thiên hạ, cho nên chúng ta phải biết lắng nghe một cách thông minh, phải biết đặt câu hỏi một cách thông minh và phải biết trả lời một cách thông minh. Thì như vậy chúng ta có được một đời sống thông minh. Và như ở trong Suttanipata Đức Phật ngài dạy rằng là Paññā Jīvaṃ Chí Vitamāo Sethaṃ, đời sống thông minh là đời sống tối thượng. Dù giàu hay nghèo nhưng mà đời sống có trí tuệ là đời sống tối thượng. Một đời sống mà biết lắng nghe, biết hỏi và biết trả lời một cách thông minh. Các vị tưởng tượng đi, đó là vợ chồng của mình, là bạn bè của mình, là cha mẹ, là anh em của mình, là người sống chung với mình, là người thường làm việc với mình, thường xuyên gặp gỡ mình, mà họ có được ba cái này, các vị nghĩ còn cái gì hơn nữa. Họ có khả năng lắng nghe một cách thông minh, hỏi một cách thông minh và trả lời một cách thông minh, thì tôi không biết các vị trông còn trông đợi gì ở người đó nữa. Chứ riêng tôi thì tôi chỉ thầm mong đời này của tôi được ở gần cái người như vậy thôi, biết lắng nghe một cách thông minh, biết hỏi một cách thông minh và biết trả lời một cách thông minh. Thông minh đây có nghĩa là trả lời đúng vấn đề, trả lời sẽ không làm cho tôi phiền, trả lời như thế nào làm cho tôi được thỏa mãn nha. Thì đó là cái nội dung bài kinh đó. Mà tiếp theo mà có phải có nên tôi nên giảng thêm nữa không ta, có nên giảng thêm nữa không, thôi mai giảng tiếp, mai giảng tiếp, giảng đúng một tiếng ngồi được. Chúc quý vị một ngày vui. Ngày mai gặp lại bà con.